Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Những kẻ giấu mặt gây ra khủng hoảng kinh tế năm 2020, đằng sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tâm An Dịch viêm phổi Vũ Hán dự kiến sẽ có thể tạm kết thúc vào đầu tháng 5 năm 2020. Nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nước có thể được tái thiết lập. Tuy nhiên, chính phủ và ngân hàng trung ương, các nước đang tung ra những gói kích thích và hỗ trợ kinh tế lớn chưa từng có trong lịch sử, thậm chí lớn hơn cả lượng tiền được bơm vào đại khủng hoảng kinh tế năm 2008. Liệu còn có kẻ giấu mặt nào gây ra suy thoái kinh tế năm 2000 2020 này. Đằng sau, kẻ ló mặt là dịch viêm phổi Vũ Hán. Dịch viêm phổi Vũ Hán đã đánh ngục nền kinh tế toàn cầu từ cả hai phía cung cầu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu từ tổng cung và gây suy giảm tiêu dùng sự tổng cầu trong hơn 3 tháng qua. Hiện tại, những phiên giao dịch chứng khoán đang tăng điểm tích cực đã khiến không ít nhà đầu tư cho rằng thị trường đã tạo đáy xong và đang đi lên. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời trên bề mặt. Và nền kinh tế thế giới không dễ dàng thoát khỏi suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính sau đại dịch. Ngoài ra, còn có một thực tế ít ai ngờ rằng trước cả khi đại dịch xuất hiện, nền kinh tế toàn cầu đã bị lũng đoạn ở mức đáng báo động bởi những kẻ giấu mặt. Vay nợ, nguồn gốc của sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Những người mới tìm hiểu về nền kinh tế có thể sẽ đặt ra câu hỏi liệu có cách nào giúp kinh tế chỉ có tăng trưởng và không khi nào suy thoái. Câu trả lời có lẽ là chỉ khi nào loài người quay trở về thời kỳ mà không ai cần vay nợ. Các nhà kinh tế học đều cho rằng bản chất kinh tế luôn có tính chu kỳ. Bản thân các cuộc khủng hoảng kinh tế cũng có tính chu kỳ. Nguyên nhân sâu xa nhất bởi mọi thành phần trong nền kinh tế đều vay nợ và tăng trưởng dựa trên vay nợ. Tuy nhiên, điều đáng nói là một phần lớn nguồn tiền cho vay ra là lại là tiền không có thực, được tạo ra bởi hệ thống ngân hàng, công cụ tài chính mang tính đầu cơ. Các thành phần kinh tế vay nợ càng nhiều, ngân hàng và các đình chế tài chính càng quay vòng tiền nhanh kiếm lợi lớn thì lượng tiền ảo mà hệ thống này tạo ra càng lớn dù vậy khả năng trả nợ lại phụ thuộc vào giá trị gia tăng thực từ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ đến một lúc việc vay nợ quá dễ dàng từ dòng tiền ảo sẽ khiến dòng tiền tràn ra khỏi mảnh đất kinh tế thật tràn sang các thị trường Tài sản có thể đầu cơ như bất động sản, thị trường chứng khoán tạo bong bóng cho các thị trường tài sản này cho tới khi chúng phát nổ. Bản chất của việc vay nợ là chi tiêu trước những gì mà nền kinh tế sẽ tạo ra trong tương lai dựa vào sức lao động. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó khi áp lực đòn bẩy nợ quá cao, bong bóng, nợ quá căng. Nền kinh tế không còn khả năng chống chịu. Người vay không trả nợ nổi thì sẽ xảy ra việc vỡ nợ, phá sản, kéo theo hiện tượng domino, khiến nền kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái. Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, Harry S. Truman, từng định nghĩa về suy thoái và khủng hoảng. Một cuộc suy thoái xảy ra khi bạn thấy hàng xóm bên cạnh mất việc, một cuộc khủng hoảng xảy ra khi ngay cả bạn cũng mất đi công việc của mình. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay mà nguyên nhân bề mặt là do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, nhiều người cho rằng các doanh nghiệp sẽ quay trở lại sản xuất bình thường, nền kinh tế sẽ có thể vực dậy sau ít nhất là tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, khác với thái độ lạc quan của các chính trị gia và phần đa dân chúng, các học giả kinh tế, Giancarlo Cossetti và Emile Martin của ngân hàng, Dooch cho rằng, trong khi quy mô tăng giá đồng đô la Mỹ cho đến nay không lớn như thời điểm, năm 2007 và 2008. Ngân hàng trung ương các nước lại bơm ra một lượng tiền thậm chí lớn hơn cả lượng tiền được bơm vào đại khủng hoảng kinh tế năm 2008. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính lần này mới chi bắt đầu và kết quả của nó sẽ không hề lạc quan với mô hình phục hồi kinh tế hình chữ V như đã thấy trong quá khứ, vào tháng 3 năm 2020, gần 80 quốc gia đã yêu cầu quỹ tiền tệ quốc tế giúp đỡ và quỹ xác nhận rằng họ đã chi ra 83 tỷ US dollars kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng. Trên thực tế, cú sốc mà virus corona Vũ Hán đã gây ra đối với các nền kinh tế trên toàn thế giới có thể được xem như là cú sốc kép bởi nó trùng khớp với vòng xoáy nợ toàn cầu, đạt đỉnh rủi ro. Theo Viện Tài chính Quốc tế, tỷ lệ nợ toàn cầu, tổng sản phẩm quốc nội đạt mức cao nhất mọi thời đại là 322% trong quỹ 3 năm 2019, với tổng số nợ lên tới gần 253.000 tỷ US Dollars nghĩa là nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan, bất kỳ yếu tố nào trong hệ thống tài chính đều có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng nợ mới. Vậy, liệu còn có kẻ giấu mặt nào gây ra suy thoái và khủng hoảng nền kinh tế năm 2020 này đằng sau dịch viêm phổi Vũ Hán? Nợ chính phủ, nợ quốc gia tăng vọt, kẻ giấu mặt thứ nhất Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế năm 2008 là từ các khoản cho vay hộ gia đình. Lúc đỉnh điểm tỷ lệ các khoản vay mua nhà núp bóng dưới các loại chứng khoán hòa lên tới 97% GDP của Mỹ, khoảng 13 ngàn tỷ US dollars. Hàng ngàn tỷ US dollars được Federal bơm vào thị trường thông qua ba gói với lòng định lượng QE và lãi suất thấp kể từ 2008 đã được cháy vào đâu liệu điều này có mang lại hiệu quả tích cực cho nền kinh tế các khoản nợ chính phủ của Mỹ tăng đột biến từ năm 2008 đến nay tỷ lệ nợ chính phủ GDP của Mỹ đã tăng từ 44% vào cuối năm 2008 lên khoảng 77% vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Nghĩa vụ nợ chưa thực hiện của chính phủ Mỹ tính đến cuối năm 2018 lên tới 54.000 tỷ USD. Trong lịch sử, chính phủ Mỹ thường có xu hướng giảm bất đòn bẩy khi nền kinh tế phục hồi nhưng điều đó lại không diễn ra ở trong chu kỳ này. Ở giai đoạn sau của quá trình kích thích kinh tế, các hoạt động tài khóa của chính phủ Mỹ có tác động làm tăng tỷ lệ nợ chính phủ GDP nhằm ưu tiên tăng trưởng ngắn hạn, ngắn hạn theo the sounding line. Nợ chính phủ của Trung Quốc được trang commodity ước tính lại theo chuẩn quốc tế lên tới 92,8% năm 2019 và được ví là đã vượt qua mặt trăng. Cách ví von này không những ám chỉ khoản nợ công thực sự lớn hơn mức chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rất nhiều mà còn ám chỉ sự bất ổn tiềm ẩn trong các khoản nợ chính quyền trung ương và địa phương của nền kinh tế này cơ chế tạo ra nợ công và khả năng thu hồi nợ từ các dự án đầu tư công đằng sau. Khối nợ mới là nguy cơ thực sự mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt. Không chỉ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngập trong nợ được ví như con voi trắng trong bản đồ nợ thế giới mà nợ chính phủ của các nền kinh tế đang phát triển cũng là vấn đề lớn. Đều đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế liên tục cảnh báo kể từ năm 2017 đến nay. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố, vào cuối năm 2019, nợ GDP của các nước đang phát triển đã tăng từ 54% lên 168%. Kể từ khi việc định việc tích lũy nợ bắt đầu vào năm 2010, trong đó ba giai đoạn gia tăng nợ trước đây đều kết thúc bằng các cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước đang phát triển. Khối nợ khổng lồ này bao gồm nợ công của các chính phủ, nợ doanh nghiệp và nợ của các cá nhân, hộ gia đình, trong đó một phần lớn trong số nợ này là nguồn gốc từ chương trình vay nợ của các nước nhằm vực dậy nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Đồng thời, phần lớn khối nợ này, 22.000 tỷ US dollars, đến từ Trung Quốc. Tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia này đã tăng từ 72% từ năm 2010 lên mức 255% vào năm 2018. Như vậy, Trung Quốc vừa là nước vay nợ lớn nhất trong các nền kinh tế đang phát triển, nhưng cũng là chủ nợ lớn của nhiều nước nghèo khác. Các nước đang phát triển có xu hướng thích vay từ Trung Quốc vì điều kiện này, điều kiện vay dễ dàng hơn cũng chi phí vay nợ thấp. Tuy nhiên khi cho vay Trung Quốc thường áp các điều khoản yêu cầu không được tiết lộ thông tin và các yêu cầu thế chấp tài sản khác. Thành tích tăng trưởng, nhu cầu phục hồi sau khủng hoảng dường như đã lai dắt các nền kinh tế xa vào các bẫy nợ to hơn. Kích hoạt, khoản nợ chính phủ tăng nhanh, tỷ lệ nợ chính phủ cao sẽ khiến các chính phủ ít có khả năng sử dụng các chính sách tài khoá như vậy, như đẩy mạnh chi tiêu công, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải giải ngân các khoản các khoản đầu tư để kích thích kinh tế, vực dậy nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái tiếp theo, nợ doanh nghiệp phi tài chính, kẻ dấu mặt thứ hai. Theo The Financial Times. Phần lớn nợ tích lũy trong nền kinh tế kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 và năm 2008 cho tới trước đại dịch viễn phổi Vũ Hán là ở khu vực doanh nghiệp phi tài chính. Trước đại dịch, kẻ dấu mặt này là mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Hiện tại, sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng và việc giảm tăng trưởng toàn cầu đã bồi thêm nhát dao nữa vào khối bong bóng nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phi tài chính sụt giảm thu nhập và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chi trả nợ. Các nhà hoạch định chính sách ở các nước tiên tiến trong tuần qua đã nói rõ rằng họ sẵn sàng theo đuổi một chính sách tài chính và tiền tệ kích tích cực đối với sự gián đoạn nền kinh tế gây ra bởi dịch virus. Tuy nhiên, điều này có thể mang đến rủi ro dài hạn. Khi chính sách tiền tệ rối loạn sẽ góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính ban đầu cũng như làm trầm trọng thêm khoản nợ nguy hiểm và nền kinh tế toàn cầu hiện đang phải đối mặt. Tỷ lệ nợ doanh nghiệp phi tài chính GDP của Mỹ hiện đã cao hơn mức đỉnh vào cuối năm 2008. Tỷ lệ này giảm đáng kể sau cuộc đại suy thoái năm 2008 về mốc 40%, nhưng sau đó tăng trở lại đạt mức 46% GDP vào quỹ 3 năm 2018. Tỷ lệ gia tăng đáng kể về số nợ doanh nghiệp phi tài chính là điều rất đáng cân nhắc vì nó ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của quốc gia. Đặc biệt tỷ lệ nợ doanh nghiệp phi tài chính GDP cao sẽ làm khuếch đại mức độ nghiêm trọng của suy thoái. Trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính ở Hoa Kỳ đã tăng từ 2,2 nghìn tỷ US dollars trong năm 2008 lên khoảng 5,7 nghìn tỷ US dollar vào cuối năm 2018. Việc vay tiền khá dễ khiến các doanh nghiệp này sinh tâm lý đầu cơ. Họ lại dùng số tiền này để mua lại cổ phiếu quỹ của mình nhằm giữ giá cổ phiếu, đặc biệt trong năm 2019 khi mà tỷ lệ mua cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp niêm yết ở Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục lên sắp xỉ 1.100 tỷ US dollars hoặc là họ sẽ dùng tiền đó để trả cố tức hoặc thực hiện các thương vụ M&A thay vì tập trung vào hoạt động chính sản xuất kinh doanh. Warren Buffett đã từng nói, Tôi không thích nợ và cũng không thích đầu tư vào những công ty có nhiều nợ, đặc biệt là nợ dài hạn, với một khoản vay dài hạn đáng kể chỉ cần lãi suất tăng lên một chút sẽ khiến lợi nhuận và đồng tiền của doanh nghiệp rất khó dự đoán. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết, vào cuối tháng 12 năm 2019, lượng trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính đã ở mức nổi bật toàn cầu khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 13,5 triệu US dollars gấp đôi mức thực tế so với thời kỳ khủng hoảng kinh tế tháng 12 năm 2008. Trong trường hợp nền kinh tế suy thoái, các công ty mắc nợ cao sẽ dễ bị tổn thương hơn khi chất lượng tín dụng của họ xấu đi. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch chi tiêu và vay vốn của họ. Nhìn chung, sự tích lũy khổng lồ của nợ doanh nghiệp với chất lượng nợ ngày càng kém có khả năng làm cuộc suy thoái tiếp theo trầm trọng thêm. Chính sách tiền tệ cực kỳ, lỏng lẻo của các ngân hàng trung ương cũng đã thúc đẩy những gì mà các kinh tế, các nhà kinh tế gọi là cận thị thảm họa. Sự tự mãn, nói một cách dễ hiểu, là một điều kiện tiên quyết của các cuộc khủng hoảng tài chính. Sự tự mãn lớn nhất hiện nay đã lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương sẽ gây ra một cú sốc tài chính bằng cách tăng lãi suất sớm hơn mong đợi, theo The Financial Times. Nợ doanh nghiệp tăng cao cùng với đòn bẩy khủng khiếp của chính phủ sẽ làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ nhạy cảm với lãi suất hơn nhiều so với lịch sử. Và chỉ cần một cú bóp cò, trigger, thì hiện tượng vỡ nợ hàng loạt sẽ xảy ra với tỷ lệ đòn bẩy siêu cao của nền kinh tế lúc này cú trigger đó chính là dịch viêm phổi vũ hán và điều này làm sụt giảm cắt tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế theo chiều thẳng đứng kẻ giấu mặt thứ ba quả bom nợ khổng lồ của nền kinh tế trung quốc và nó sẽ kích hoạt hàng loạt bom nợ bom nợ khác lên trên khắp thế giới bùng nổ cùng nổ như đã đề cập mà đồng thời còn là con nợ lớn thứ hai toàn cầu rủi ro ở chỗ các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc cũng bắt nguồn từ việc vay nợ từ quả bom nợ Trung Quốc đang sắp nổ này Thời báo Forbes gần đây đã trích dẫn số liệu các quỹ hưu trí Trung Quốc đầu tư vào doanh nghiệp Trung Quốc và cho biết số liệu của doanh nghiệp Trung Quốc không hề minh bạch. Thậm chí, có doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ đã làm giả báo cáo doanh thu. Thời báo phổ Wall đã cay đắng thốt lên. Mỹ đã trở thành con tin tài chính của Trung Quốc. Hiển nhiên, nguyên nhân là vì lòng tham và rất nhiều khuất tắt đằng sau các quyết định đầu tư như vậy. Trung Quốc đã thực hiện những chính sách quyết liệt nhằm phát triển kinh tế bằng mọi giá. Từ chính sách một con năm 1979 đến việc thành lập các đặc khu kinh tế làm đầu tàu kinh tế như thẩm quyền vào năm 1980. Mở sàn chứng khoán đầu tiên tại Thượng Hải năm 1990. Nhận tại Hồng Kông từ Anh vào năm 1997 gia nhập WTO vào năm 2001. Ngày nay, các doanh nghiệp tư nhân cũng đã chiếm hơn một nửa GDP. Các tỷ phú đô la của Trung Quốc có thể kể đến như Jack Ma của Alibaba hay Pony Ma của Tencent. Sự quyết liệt này được thể hiện rõ trong câu nói của Đặng Tiểu Bình. Nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội, cùng nhau giàu có mới là vinh quang. Tuy nhiên, để có được vinh quang này, nền kinh tế Trung Quốc phải gánh chịu những rủi ro rất lớn. Nếu nhìn vào cơ cấu nợ 2019, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được nợ của những doanh nghiệp phi tài chính đã chiếm đến hơn nửa tổng nợ và hơn 150% GDP Trung Quốc nộ hộ gia đình của Trung Quốc, mặc dù chỉ chiếm khoảng 18%, nhưng tỷ lệ này tăng phi mã kể từ năm 2008 đến nay. Thế là trong cơ cấu nợ của Trung Quốc hiện nay đã thấp thoảng bóng dáng của cả hai kẻ giấu mặt. Theo The Finance, Financial Times, sự tích lũy không bền vững của nợ khu vực công và nợ trong khu vực doanh nghiệp phi tài chính năm 2019 làm nổi bật các lỗ hổng nghiêm trọng. Đáng chú ý là ở Trung Quốc và các thị trường mới nói khác. Ngoài ra, quả bom nợ của nền kinh tế Trung Quốc được hình thành dựa trên việc bơm tiền vô tội vạ vào thị trường của chính quyền nước này trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, 20 triệu công nhân làm việc trong các ngành sản xuất của Trung Quốc đã mất việc. Chính phủ Trung Quốc không có cách nào khác là bơm 586 tỷ US dollars giải cứu nền kinh tế. Tháng 8 năm 2015, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phá giá, đồng nhân dân tệ khiến thị trường toàn cầu trao đảo. Trước đó hai tháng, sàn chứng khoán Thượng Hải cũng bốc hơi 5.000 tỷ US dollars vốn hóa. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại tiếp tục bơm 580 tỷ US dollars vào thị trường. Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc không vỡ trận vào năm 2015, có thể do chính phủ Trung Quốc đã nắm những ngân hàng lớn và các công ty lớn ở trong nước, nên việc điều hành chính sách theo kiểu đóng cửa bảo nhau có thể giải quyết được việc giảm nợ, hoãn nợ xấu tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Theo một thống kê cho thấy các khoản nợ xấu tại Trung Quốc năm 2015 đã chạm mốc 5,5%, khoảng 40% số nợ mới là phần nợ lãi vay của các khoản vay hiện tại. Việc bơm tiền này dường như là một chiều khóa thần kỳ. Để chấm dứt khủng hoảng và duy trì tăng trưởng, Trung Quốc lại tiếp tục duy trì tăng trưởng dựa trên bàn đạp là bơm tiền tăng nợ. Kết quả là tỷ lệ nợ GDP của Trung Quốc đã tăng từ 170% vào năm 2007 lên tới 310, 300% vào năm 2019, theo số liệu từ Cục thống kê Trung Quốc. Theo The Financial Times, chính sách bơm tiền lỏng lẻo liên tục đã mang đến những khoản nợ vay dưới chuẩn. Trong đó, chính sách lãi suất thấp hơn âm bất thường dường như ngày càng ít hiệu quả hơn trong việc kích thích nhu cầu. Những rủi ro như thế đã được xây dựng trong hệ thống tài chính từ nhiều thập kỷ, từ cuối năm, từ cuối những năm 1980, các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, Fed, đã tiến hành cái được gọi là chính sách tiền tệ bất đối xứng, mà theo đó họ đã bơm tiền để hỗ trợ thị trường khi nền kinh tế lao dốc, nhưng khó có thể làm giảm quả bom nợ và cũng lúc tại lại khiến chúng trở thành bong bóng nợ phình to. William White, người đứng đầu bộ phận kinh tế là tiền tệ tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tại Bezo, là một trong số ít các nhà kinh tế dự đoán về vực khủng hoảng tài chính năm 2020. Ông cho biết chính sách tiền tệ lỏng lẻo là cực kỳ nguy hiểm. Về mặt đạo đức, bởi vì các chính sách cải tiến của các ngân hàng trung ương chỉ đơn giản là tạo tiền để cho chu kỳ bùng nổ và phá sản tiếp theo theo thúc đẩy bởi các tiêu chuẩn tín dụng ngày càng giảm và bong bóng nợ ngày càng phình to. Theo Bloomberg, nợ chính phủ và tư nhân của Trung Quốc hiện lên tới 34.000 tỷ US dollars quả bom nợ này có thể đe dọa cả nền kinh tế thế giới phần lớn số tiền này cháy vào các tập đoàn tài chính đặc biệt là các công ty nhà nước và chính quyền địa phương mục đích là để thúc đẩy tăng trưởng bằng biện pháp xây dựng hạ tầng hậu quả là nguồn cung hạ tầng trở nên thừa mứa vượt xa nhu cầu liệu có phải rằng khi nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái là chính phủ có thể bơm tiền ra để hạ cánh mềm và tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, trong khi bản chất của vay nợ là đang chi tiêu trước những đồng tiền kiếm ra ở tương lai. Do đó, đến một ngày, người đi vay cảm thấy không thể nào trả nổi số tiền đó, quả bom nợ sẽ được kích nổ, domino phá sản xảy ra và dù có bơm thêm tiền vào nền kinh tế thì cũng không thể giải quyết được hậu quả. Mọi thứ vẫn phải quay về điểm cân bằng. Đó là dựa vào năng suất lao động, chứ không phải tăng trưởng nóng dựa trên vay nợ. Vì càng bơm tiền thì nợ xấu càng nhiều và quả bóng nợ càng phình to. Những khoản nợ xấu đó vẫn nằm trong bảng cân đối của hệ thống ngân hàng. Chẳng qua bơm tiền là liều thuốc morphine giúp nền kinh tế giảm đau mà thôi. Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ năm 2015 6,9% đến nay đã yếu dần vào cuối năm 2019 chỉ đạt 6,1% thấp nhất trong gần 30 năm qua. Thời điểm cuối năm 2019, Trung Quốc đang phải đối mặt với yếu tố bên ngoài là chiến tranh thương mại Mỹ, Trung Quốc với quốc gia có 40% GDP. Phụ thuộc xuất khẩu như Trung Quốc thì đây thực sự là vấn đề lớn. Thứ hai là hiện tượng thiên nga đen của nền kinh tế. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến tổng cung tổng cầu của nền kinh tế rớt xuống trầm trọng. Theo Bloomberg, Trung Quốc sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ quyền truy cập trực tiếp vào thị trường nợ quốc gia như một phần của thỏa thuận thương mại. Amit Katta, đồng tổng đồng giám đốc ngân hàng đầu tư của châu Á Thái Bình Dương cho biết rằng nền kinh tế Trung Quốc có những dấu hiệu khởi đầu của một chu kỳ nợ đau khổ năm 2019, làn sóng vỡ nợ trái phiếu nổ ra kỷ lục ở Trung Quốc. Việc bơm tiền vào nền kinh tế liệu còn có thể linh nghiệm hay không? Quả bom nợ của Trung Quốc chính là kẻ giấu mặt gây ra suy thoái kinh tế năm 2020. Đằng sau dịch viêm phổi Vũ Hán, nếu nền kinh tế lớn thứ hai, thế giới với quy mô hệ thống ngân hàng giữ vị trí số một thế giới, tổng tài sản tương đương 40% GDP toàn cầu này sụp đổ, nền kinh tế thế giới chắc hẳn cũng sẽ theo đó mà chịu những hệ lụy và ảnh hưởng nghiêm trọng. Tâm an Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần đến nay là kết thúc. Ngọc Dung xin kính chào toàn thể quý khán thính giả chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc